Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Đường ra thành phố của tác giả Lê Kim Lê. Bà An chép miệng nói với con dâu: "Chị xem thế nào nhờ người trông thằng Bi, chứ tôi thì chịu, trẻ thì hầu con, bây giờ già lại hầu cháu, cả đời sắp ngửa, chẳng có lúc nào mà rảnh rỗi được." Chị con dâu à ơi ru thằng Bi ngủ, cất giọng khẽ khàng: "Con tính gửi cháu đi mẫu giáo ạ." "Không được, tôi còn lạ gì các cô nuôi dạy hổ nữa. Thằng bé đã lười ăn, quẳng ra đấy vài tháng, con mà còn da bọc xương. Nhà tôi hiếm hoi, có phải là gà vịt đâu mà quăng quật như vậy." Chị con dâu lui hui đặt con xuống giường, thằng bé cựa mình ọ ẹ. Chị khẽ vỗ ơi à, xong nghèn nghẹn nói: "Hay con thuê người giúp việc vậy ạ?" Bà An sẵn giọng: "Càng không được, thời buổi người khôn của khó, người thiên hạ làm sao mà tin được, sảnh ra nó khoắng một mẻ, có mà đi ăn mày." Chị con dâu lén thở dài. Bà An nhấp hụm nước rồi nói tiếp: "Thôi thế này, để đến rằm tôi về quê kiếm một đứa giúp việc, con cháu trong nhà còn yên tâm, có mà đầy." Bà An rẽ vào nhà cậu Tổn, mang tiếng là họ hàng, nhưng về quê mấy khi bà rẽ vào chơi đâu. Nhà cửa tuềnh toàng, mấy đứa trẻ con ngáo ngơ nhìn bà khách. Vợ Tổn đang cho lợn ăn vội chạy lên, chùi qua loa hai tay vào mông quần, quơ chiếc khăn lau qua tấm phản gỗ mộc mời bà ăn ngồi, xong ngó lơ xuống bếp: "Huê, sang chú Thuổng gọi thầy mày về." Bà An nhìn thấy Huê le te ra cổng, lớn tướng rồi còn gì. Vợ Tổn nói: "Trông như thế thôi, nhưng mà ổi luộc lắm bác ạ." Có tiếng léo nháo ngoài ngõ, cậu Tổn về đến cổng đã lên tiếng: "Bác An về chơi đấy ạ." "Vâng, chào cậu. Dạo này nhàn nhã quá nhỉ?" "Đang thất nghiệp dài dài đấy bác ơi." Tổn lòng khòng ngồi xuống mép phản, cặp mắt bợt đi. "Đang đồng áng nó quen, bây giờ ở nhà người bấy đi bác ạ. Em mời bác xây nước, có mấy xào ruộng nhà nước thu hồi làm dự án xây nhà máy, nghe đâu liên doanh với Nhật Nguyệt gì không biết. Nhà em được đền bù hoa màu hơn chục triệu, em bỏ ra một ít xây lại mộ các cụ cho khỏi tủi với vong linh tổ tiên, còn lại xoay ra nấu rượu, lấy bã nuôi lợn. Trai tráng trong làng kéo nhau ra thành phố làm thuê và chạy xe ôm, đàn bà con gái thì buôn bán rau dưa ở các chợ cóc." Vợ Tổn nói chen vào: "Họ bảo xây nhà máy xong sẽ tuyển con em trong vùng và làm công nhân, đợi dài cổ vẫn ngổn ngang trá đâu vào đâu." Cậu Tổn ngắt lời: "Ôi dào, ở bên Đôn Tế kia kìa, nhà máy xây xong, họ lấy những đứa ở đầu ở đâu ấy, thanh niên làng, họ bảo là mới thoát nạn mù chữ." Bà An nói: "Tôi thấy quê mình bây giờ cũng nhộn nhịp, có cả hàng internet, cả quán karaoke." Cậu Tổn châm mồi lửa chưa kịp hút, rụi rụi đầu đóm và nõ điếu: "Bác tính có ít tiền đền bù chẳng biết làm gì, mở đại mấy quán để sau này trõm công nhân nhà máy. Chiến lược lâu dài đấy bác ạ. Trông thì lên nước thành thị lắm. Ok ok gì, toàn thấy ông chủ ngồi hát và hút thuốc lá vặt. Quán điện tử chỉ ăn dỗ trẻ con, đến thầy u trẻ con còn chạy ăn bạc mặt. Ông biểu xóm ngoài đầu tư vào say sát, thóc lúa đâu mà say sát, suốt ngày ngồi đánh cờ và đuổi ruồi thôi." Vợ Tổn nuốt cái thở dài: "Nhà quê chúng em chỉ quen làm ruộng, già có việc già, trẻ có việc trẻ. Bây giờ các bà nhàn rỗi túm năm tụm ba, buôn chuyện cả ngày." Huê loanh quanh dưới bếp, nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện. Rồi tiếng bà An hỏi: "Thế cây Huê dạo này học hành thế nào?" Tiếng gì nói nhanh nhẩu: "Cháu học hết lớp 9 thì nhà em cho nghỉ. Bác tính cảnh nhà neo bấn, em thì bị viêm đại tràng chỉ quanh quẩn con gà con lợn, và lại còn nuôi ba em nó ăn học, tốn kém lắm bác ạ." Tiếng đúc cày sòng sọc,
Thầy nó im lặng, không nói gì. Rồi tiếng bà An rảnh rẽ: "Thằng cả nhà tôi vừa sinh cháu đầu lòng, nhà cũng neo người. Hay là cậu mợ cho cái Huê lên ở với tôi, ngoài tiền ăn tiền mặc, mỗi tháng tôi cho cháu 2 triệu để đỡ đần cậu mợ." Im lặng, tiếng điếu cầy lại rít lên. Lúc sau tiếng thầy nó lõm bõm: "Chỉ sợ cháu nó vụng về, trông thế mà vẫn còn ngờ nghịch lắm bác ạ." Huê năm nay 16 tuổi, người phổng phao, khuôn mặt bầu bầu ưa nhìn. Nó mồ côi mẹ từ bé, bố lấy vợ khác, dì ghẻ con chồng như là mặt răng mặt rời. Nó lên ở với nhà bà An đã được nửa năm, trông thằng Bi, cháu nội bà An. Chế độ ăn uống đã được mẹ nó ghi lên tấm bảng treo ở góc bếp. Sáng 8 giờ, cháo tim gan xay nhỏ. 10 giờ uống sữa. 12 giờ, cháo thịt ninh nhừ với cà rốt khoai tây. Chiều 2 giờ uống sữa. 4 giờ, hạt sen ninh với thịt xay. 6 giờ, cháo thịt gà xé nhỏ. Hoa quả ở tủ lạnh. Sau mỗi bữa lấy cho em ăn. Huê chóng mặt vì cái thực đơn ấy. Ngoài ra còn phải nấu 2 bữa cơm, quét dọn, lau chùi nhà cửa nữa. Từ hồi có Huê lên giúp việc, bà An nhàn rỗi cùng mấy bà bạn đi học nhảy đầm, váy áo súng xính. Ông An trước là cán bộ hải quan, nay đã về hưu. Ông suốt ngày ở trên gác như là một thầy tu. Bà An bảo ông ấy nghiên cứu tử vi tướng số, phong thủy phong hỏa cái khỉ gió gì không biết. Chị con dâu còn bảo: "Tao thấy ông ấy còn làm thơ tình, lai láng lắm mày ạ." Đến giờ ăn, ông An mới xuống. Cả bữa chẳng nói câu nào. Uống một chén rượu thuốc và 2 bát cơm, hôm nào cũng thế. Ông nhìn Huê, đôi mắt ánh lên như là có mảnh chai. Huê cảm thấy gờn gợn trước cái nhìn ấy. Bố cu Bi thì đi suốt ngày, anh làm ở công ty du lịch, ít khi ăn cơm ở nhà. Có hôm đến tận khuya mới về, sặc mùi bia rượu. Phòng của Huê ở trên tầng 4, cả ngày với một lô một lốc công việc, xong xuôi cũng hơn 9 giờ tối. Huê mở cửa ban công nhìn xuống, dòng người xe đi lại như mắc cửi. Mấy đứa con gái bằng tuổi Huê đang túm tụm trước cửa shop thời trang cười nói ríu rít. Quán cà phê đèn nhấp nháy, khách ra vào súng xính váy áo như là người đi dạo hội vậy. Người thành phố sướng thật đấy, ăn trắng mặc trơn, chẳng phải lam lũ mà tiền thì vẫn rủng rỉnh. Chẳng bù cho quê nó, đầu tắt mặt tối, vặt mũi đút miệng không xong. Cứ trông ông bà An thì biết, hơn thầy U nó, dậy đến chục tuổi mà vẫn trẻ trung béo tốt hồng hào. Những bộ quần áo mẹ thằng Bi thải ra toàn hàng hiệu, nằm mơ nó cũng không có. Người thành phố sướng thật, sướng quá đi. Tuần trước Huê gặp chị cả ở quê lên bán rau ở chợ Cóc. Nó vội mua mấy gói bánh quy gửi về cho lũ em. Chị cả nhìn nó bảo: "Cơm gạo Hà Nội có khác, trông mày dạo này béo trắng đẹp ra bao nhiêu. Cố kiếm lấy thằng chồng ở đây để mà đổi đời. Tao lên đây bán rau cỏ nhì nhằng, ngày cũng được xăm chục, chỉ tội công an họ đuổi." Trước cả cái tích con ông xỉu cùng đi, sau cái lần nó bị công an thu cả sọt rau củ, nó chán bỏ sang đi thu mua phế liệu. Một lần nó bị tụi nghiện lừa vào nhà kho bỏ hoang, định dở trò. May mà có người đi qua, tụi nghiện bỏ chạy, cuỗm theo cả túi tiền nó dắt ở cạp quần. À, thế mày còn nhớ cái Lan không? Cái Lan kiểu ấy. Tháng trước tao gặp nó, phấn son ăn diện, không khác gì gái Hàn Quốc. Ngày đầu nó lên trên này làm ca ve đấy mày ạ. Thế mày bây giờ ở nhà bà An hử? Ở đấy sướng như tiên còn gì. Hôm nào tao rẽ vào chơi nhá. Bố thằng Bi của tay ôm chầm lấy Huê hôn hít. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi mắm tôm hoai hoài phủ tràn mặt mũi nó. Nó hốt quá, vùng vẫy răng đạp thở hổn hển. Tay hắn vẫn ghì chặt, quặp chân đốn Huê ngã xuống đi văng. Hắn vồng lên, Huê oằn xuống ngạt thở. Bỗng có tiếng chuông gọi cửa. Hắn vội nhả Huê ra,
trườn xuống lào đảo. Huê nhổm dậy sửa lại sống áo đầu tóc, sấp ngửa chạy xuống dưới nhà. Vợ hắn đứng ngoài cửa gắt: "Làm gì mà lâu thế?" Nó cúi gằm mặt, không nói gì. Từ lần ấy trở đi, Huê đều tránh mặt hắn, tránh cặp mắt nheo nheo như muốn thôi miên con mồi. Huê mơ hồ cảm thấy như có một cái gì rình rập luôn lơ lửng sắp chụp xuống đầu. Chỉ một tiếng động nhỏ sau lưng cũng làm cho nó giật mình hốt hoảng. Đi ngủ nó phải cài chặt cửa, nhưng vẫn cảm thấy có người lén lút rình mò. Giấc ngủ chập chờn những cơn mộng mị khiến nó bị nghẹt thở. Nó ú ớ choàng tỉnh, người toát mồ hôi, co rúm người lại nhìn đồ vật trong phòng như những hình nhân kỳ quái muốn nuốt chửng nó. Nó nhắm mắt lại, tai ù đi vì những tiếng khè khè giả dích. Huê múc cháo ra bát cho nguội. Thằng Bi đang nghịch đống đồ chơi, người nó trùng trục như là cối đá lỗ. Huê cho chiếc đĩa Xuân Mai và đổ máy. Thằng Bi có thói quen vừa ăn vừa nghe Xuân Mai hát. Huê dỗ cho nó ăn, thằng bé lúng búng trong miệng xong lại phun ra hết. "Ôi giời, cái thằng của nợ này không ăn, tao đổ cho chó nó ăn còn hơn." Bà An súng xính ở trên gác bước xuống: "Mày vừa nói gì thế? Bảo mãi rồi, ăn nói phải có văn hóa. Bỏ ngay cái thói nhà quê tục tĩu ấy đi." Huê xị mặt xuống. Nhà quê tục tĩu, cả nhà bà cũng từ cái chốn tục tĩu ấy mà ra. Lúc đầu còn bác cháu cháu, về sau toàn mày tao. Bà An đi ra cửa còn ngoái lại: "Cho Bi ăn xong, bỏ quần áo vào máy giặt. Cái váy tao treo ở mắc phải giặt tay nghe không?" Huê nhìn bà An lắc lư ra cổng, nó bĩu môi khè xì một tiếng: "Trông thì đài các ăn diện thế mà." Nó chợt nhớ tới chị Lan, con bà rổi ở quê. Tuần trước nó xin về quê thăm nhà. Trên đường ra bến xe, khi ngang qua hàng karaoke, chị Lan chạy ra gọi giật nó lại. Trông chị trang điểm như là diễn viên. Chị kéo nó vào trong quán, đãi nước cam và bánh ngọt, chuyện trò díu dít. Chị khen nó có dáng đẹp, ăn diện vào, ối thẳng xin chết. Chị bảo khi nào cần muốn gặp chị, cứ đến đây hỏi Lan kều. Ở ngoài đường nếu gặp, đố ai bảo chị làm ca ve. Tiếng u ơ của thằng Bi cắt ngang dòng suy nghĩ của Huê. Nó đã ị ra bỉm. Huê dọn rửa cho thằng bé, ăn cho lắm vào. Huê vơ quần áo, cho vào máy giặt. Nó gỡ chiếc váy treo ở mắc. Chiếc váy viền đăng ten ở cổ trông thật đẹp. Huê ướm thử vào người, xoay xoay người trước gương. Chợt có tiếng động sau lưng, nó giật mình quay lại. Ông An đứng lù lù trước cửa buồng tắm. Ánh mắt ông như là có mảnh chai cứa xoáy vào người nó vậy. Huê tái mét mặt run lấy bẩy. Lão chồm tới ôm ghì lấy Huê. Nó cong người, thúc mạnh đầu gối. Lão nấc lên một tiếng, co rúm người lại, đổ ụp xuống. Huê cuống cuồng bùng thoát ra ngoài. Huê bước thập thỏm trên đường ra bến xe, mắt nó ngấn nước. Khốn nạn như thế là cùng, khốn nạn quá. Thằng con khốn nạn, thằng bố lại khốn nạn hơn. Tòa nhà 5 tầng đầy đủ tiện nghi, bề ngoài thì đẹp đẽ lắm, sang trọng lắm. Nó bỏ chạy ra ngoài ngay lúc ấy. Ra đến cổng, vẫn còn ngoái lại, sợ lão đuổi theo. Huê bước trông chênh, mắt nhòa ướt, cảm giác bài hoài dã rời. Dòng người vẫn lũ lượt nhộn nhịp. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.